Ô trái mướp, có trên đây có trái mướp ngon này chuột ơi. Hồi nữa lấy nấu cháo luôn ha. Mình ở với lại anh em ở góc sẽ xin chào nhà. Mấy anh em đang chuẩn bị giăng lưới để bắt cá làm khô. Nhưng mà cái trước mắt bây giờ là mình phải kiếm cái gì đó nấu gì cho mấy đứa nó ăn. Bà ba đi đâu không biết. Mình tính là nấu cháo các bạn ạ. Nấu cháo đi. Chuột ơi. Dạ. Chiều nhớ cho em mua gạo em. Dạ. Hết gạo rồi. Thích nấu đủ không? Còn một lon. Còn có chút xíu gạo à, đủ không? Nhân ơi. Hả? Lát hết chắc kiếm chắc cho cá vô nhiều chứ hết gạo. Còn có miếng gạo. Đúng rồi, xíu về bỏ cá vô. Đi giăng lưới. Giăng lưới kiếm lát nữa làm giăng xong là lát đây. Mấy anh em đi giăng lưới chụp coi. Đi. Hà ơi, em vô trong cái nồi chéo đi, để cho mấy anh giăng lưới. Không không không, ông chuột ở lại, anh cắt tóc, tóc này dài lắm rồi. Vô lấy cái kéo đi anh cắt. Hay em giăng coi chừng hư rau nha, né cọng rau nha. Kìa nó rối rồi, cái chỗ chì kìa. Dán cái rau cẩn thận tính này. Các bạn thấy đẹp không? Đây là bèo nè, cho nên nó có cái nước có màu xanh. Nhiều bạn hỏi, ủa sao cái nước ở đầm mình đó là có màu xanh, đó là cái bèo nha các bạn. Bèo này là để mà mình giữ cái cọng rau nó cân bằng, nó không bị hư. Đó. Và cá nó cũng ăn bèo này, nó sinh sản nhanh lắm. Xong chưa? Có câu kéo lên trên kia chưa? Li Minh Hô à? Ơ, hết pin rồi. Rồi xong. Cháu này vui á. Hết pin các bạn ơi. Như ông già rụt răng rồi sao cắt. Cháu này vui á. Cắt luôn. Có cắt cái miếng này được không? Mấy miếng không nè. Sao mày cắt cái? Như này á. Cái này cứ phải sạc đầy mới cắt được từ chuột ơi. Mày cắt luôn. Cắt luôn đi. Anh kêu nãy làm cá, anh kêu mài cái kéo này lại cho nó bén nè. Lấy anh cái cục đá mài rồi nhận. Em bên này cắt xa không muốn xin cái nón nên bên này anh tặng em luôn chứ không có xin. Thấy không? Không. Cũng thấy rồi. Cắt được mà. Nó hơi cuộn. Mày kiếm anh cái cục xi măng cũng được. Qua ông ba làm cá, ông ba để đâu giờ mình lấy
đi vô kiếm liền. Anh cái cục đá đó anh mài sơ cái đưa coi đây. Ừ kiếm đại cái cục nào á. Đây 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 đây, chờ. Anh dội cho. Em cúi xuống đi. Thanh tắm không? Đấy. Nước gì lạnh dữ anh Minh. Hả? Nước gì mà lạnh dữ rồi. Nước mưa mà không lạnh. Tắm này như đang tắm mưa luôn. Nè gội đầu nè. Nè lấy chai dầu gội của ừ lấy chai dầu gội đi. Bóp ít ra tay á. Tắm mà sao ướt cái quần nữa mày. Rồi cho lên đây nè gội nè. Đây nè. Ừ rồi. Xoay lên đầu á, xoay anh. Xoay mạnh lên. Rồi, gội đi chuột. Hôm nay con không gọi xà bông nè. Hả? Con gọi xà bông hả? Tắm gọi xà bông không? Vô mát. Hả? Vô mát hả? Từ từ hãng để tắm cho chú chuột xong hãng rồi tắm con. Cái tông đơ hết pin rồi, để hồi nữa chú Minh sạc pin rồi chú Minh hớt cho. Rồi. Rồi ra đây ông, ra đây. Chú cứ gọi cho. Rồi ngậm một đống tóc luôn rồi. Tắm luôn đi ông còn gội đầu nữa hả? Ừ. Rồi, cúi xuống. Cúi xuống. Thấy quay phim ngại các bạn ạ. Không dám cởi chuồng, bình thường là cởi chuồng ra tắm rồi. Giờ gội cho mát, cứ thấp xuống, thấp xuống. Chết. Xong tắm nó đi, lát thay đồ. Nha. Gội luôn đi cho nó mát, lát thay đồ sau. Ừ. Chuột coi kỳ cho em á. Tắm sơ chiều tắm lại. Lát ăn uống hả? Nè, coi tắm cho em đi. Anh đi ra coi xem kéo cá coi. Con gì nấu cháo không bà con? Con cá lóc mấy cái chơi. Đâu bắt bỏ vô cái hâu. Ôi à. Nó xuống đầm rồi. Đâu rồi anh coi đường cá lóc coi các bạn. Cá lóc này nấu cháo. Con cá chơi nè, bắt mấy cái chơi nè. Được có con cá lóc này à? Con cá lóc nè. Cái rô à? Có cái rô. Kiếm mấy con cho bà cái thau anh vô nấu cháo. Tại vì mới giăng các bạn, mới giăng được chút xíu à. Phải đem gỡ được mớ à. Cá lóc cỡ chơi nấu cháo luôn ha. Cá lóc cỡ này là làm khô rồi các bạn. Tại vì cá lóc đồng thì nó không có bự như là cá lóc nuôi. Cá lóc đồng nó nhỏ thon thon này là mình bắt làm khô hết rồi. Là khô cá lóc. Cho nên là cái khô bên góc chia sẻ lúc nào nó cũng nhỏ các bạn, không có bự. Bắt mấy cá chê. Ừ mấy cá chê vàng ngon á. Vàng. Gì vậy? Bắt mấy cái chai vàng ở vô nấu cháo luôn. Rồi còn lưới hồi nãy anh em thăm lại sau. Mới giăng đây mà. Chuột ơi. Dạ. Thường cái lóc là mấy cái chê đó. Dạ. Mừng đi cho trong nồi cháo. Lấy rổ ra mừng đi. Được mấy cái chai vàng cũng ngon á. Tại mình mới giăng thôi. Nếu mà giăng lâu thì dính nhiều lắm. Hôm nay để bắt lên để làm khô thì không chỉ riêng là anh em có sẻ nên còn nhiều anh em khác nữa các bạn ạ. Nhiều đầm khác nữa thì kéo lên rồi tại như là tạo thêm nguồn thu nhập cho bà con ở đây nữa.
Thì anh em chế biến thì không phải ở đây các bạn ạ, là và chế biến ở một chỗ khác nữa. Đó. Thì cuối ngày thì sẽ gom hết cá lại rồi để chế biến này kia. Để mà mình sấy từ khâu chế biến rồi mình ướp những cái gia vị truyền thống thôi. Rồi với lại sấy. Đó, thì để trước khi đến tới tay mọi người thì nó có bước qua nhiều giai đoạn lắm các bạn ạ. Vậy được mấy cái chai vàng ngon nhưng ha. Mày thấy nghe la la gì á? Sống cái gì mà la la? Con cá lóc. Hả? Cá lóc hả? Vô lưới dính đi gần. Chụp không kịp. Để vô coi xem mà. Cháo để lửa lớn thế. Chín chưa? Hả? Chưa. Bà Công ơi, em để đi, em đi ra ngoài đây bứt mấy cái trái mớp á. Chuồng nãy kêu mấy trái mớp ở đâu? Để mấy trái mớp đi rồi gọt ra. Không. Các anh nghĩ chắc kêu chuột cái lên chứ em mày lên đang đi gãy á. Đây. Ở trên đây nè, nãy chuột cái đâu, trên đây có mấy trái mướp nè. Bác ta cho vô cháo luôn. Nó ngọt. Hả? Không có hai trái nhỏ mà. Bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Bên đây anh thấy nè. Thấy không? Xích bên đây nè. Hả? Chuyển không? Tránh thủ. Đủ chưa? Thôi đủ rồi, hai trái được rồi. Xuống đi. Chơi gì con? Nè, em gọt mấy trái mướp. Được, cho cá với lại... cho cá trước đi, múc cho xong. Em bỏ cá đi. Thấy không? Bây giờ là cháo thì ít, giờ mình ăn cá thì cháo hả chuột. Có được con lươn buổi chiều qua câu các bạn, câu vô luôn rồi. Đây nắp lại đi chuột. Rồi chờ chút xíu là cho rửa vô. Khỏi thổi đi chút vỏ trắng nha. Cho mớp vô. Rồi đây em đậy nắp lại. Cho xuống vô chứ. Đậy nắp lại. Đấy chén nước mắm nữa. Mẹ em làm gì nó sột sạt.
Ngon không? Chưa ăn mà biết ngon. Nhìn hấp dẫn quá mà. Thấy là biết rồi. Thấy là biết rồi đúng không con? Để đây nè. Hôm nãy mình mới bẻ được hai trái mít các bạn. Nhìn ngon không? Mít này mít Thái à. Đó, lát anh em ăn uống xong rồi ăn tráng miệng. Đây. Wow. Cả nhà. Chào cả nhà. Múc 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 cho cháu. Cho cháu đi. Để cá. Hãy lương ăn ngon kìa. Cá lóc kìa. Ăn lương ăn cá. Cá. À. Ăn cháo không? Hả? Giờ anh em mình múc cái tô này nè, người cái muỗng. Ăn cháo luôn. Từ. Ăn cháo. Từ từ. Đưa. Cá chưa? Ngon quá. Ồ, rồi thật đó. Ngon mà. Ông ba chưa về nhỉ? Chưa. Đấy nó mà. Cá ra đây. Có mẹ mất 4 năm trái ớt rồi hết rồi. Lại. Đó, bên này. Giờ hết rồi á. Cháo ngon hơn bên này. Béo hả anh em? Ngon hả? Quá ngon. Cháo hút. Anh nhìn như anh nhớ chảy mít quá. Anh nhìn cho anh nhớ chết chết mất luôn. Wow, các bạn thấy không? Lương con này ngon à. Ăn đi. Cái loại mít Thái này các bạn, cái vỏ ngoài nó còn cứng lắm nhưng mà ở trong nó chín rồi. Nãy mình không biết bạn, mình bóp nó cứng nè, với lại cái muối cái mắt của nó khác với loại mít của mình. Đây khoét thử nè, một trái là một chầu phê, còn trái nhỏ này mình quá tin tưởng nó đi. Mất hai chầu cà phê các bạn. Nhân mất hai chầu cà phê cô ba, nhớ nghe không? Tại lúc đầu ở mình kêu trái này chín rồi đó, nhưng kêu là chưa chín, kêu anh Minh nói là sao trái này chưa chín, cứng ngắc à, bóp cứng ngắc à, không có giống chín đó. Rồi bắt đầu bổ ra mất một chầu cà phê, đầu đến trái thứ hai cái trái này mình kêu chín luôn rồi nhưng kêu vẫn chưa chín đâu, thêm một chầu nữa cho gỡ lại, mất hai chầu cà phê. Tâm phục khẩu phục luôn. Đó, giờ cho ăn trái mít gỡ lại. Con nhận mít này ngọt thơm ghê. Mít Thái à. Mời xin phép, mời các bạn ăn mít. Mời cả nhà ăn mít. Ngon các bạn. Ngọt. Ngon. Ngọt. Ăn gỡ em. Gỡ đây. Ngon. Đó hả? Quên mời cả nhà nữa. Được ăn cái quên mất tiêu rồi. Thơm ghê luôn. Ngon quá. Rất chín cay này ngon. Ủa Thanh, con quang mít rồi Thanh. Qua đây. Kiến hả? Rồi video mình sẽ đã kết thúc ở đây. Hẹn gặp cả nhà trong một video tiếp theo. Nếu cả nhà thấy hay nhớ like chia sẻ video cho mọi người xem.
Và đừng quên subscribe kênh mình để ủng hộ mấy anh em nhé. Mình với lại tất cả anh em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chào nhà. Chào nhà. Nhớ like và share nha, đừng quên subscribe. Bye. I'm a